Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Bữa nay nhà mình học làm một cái món bánh. Nào giờ thì chỉ ăn thôi chứ chưa có làm. Thường mình đi đâu nhớ không? Ở biển. Thường ra biển là chỉ có món này người ta bán nhiều lắm nè. Thường bà qua mua ăn ở Phan Thiết nè. Bánh bột lọc. Nhưng mà ở ngoài biển người ta làm biết gì chút biết nhân bằng gì không? Bằng con guốc. Ta để con guốc cái nhai nó hiện nay hơi sực sực hơi kiểu như cái vỏ nè. Chứ hình như là đó mình đi mình có ăn không chú? Đó mình đi biển hay không? Có. Đi biển là ra mà hầu như là biển nào cũng có bán hết trơn. Đặc sản. Hôm nay thì nhà mình sẽ làm cái món này. Là bây giờ mình đang chuẩn bị nè. Mình học mình thấy người ta kêu là để làm bột lọc hoặc là bột năng á. Sau đây mình sẽ đi phần nhồi của phần bột. Này mình xài bột năng nha các bạn. Thấy là chỉ để xài bột năng. Nếu từ từ vô. Từ từ vô cho nó. Nghe kêu là nãy ông nói cái gì kêu là gì mà. Lấy trùng hả? Lấy trùng. Mình thấy người ta chỉ là hai phần bột mà một phần nước nha các bạn. Này nãy mình cũng lường rồi, hai phần bột, một phần nước. Này mình nấu nước sôi nên mình nhồi. Này cũng hồi giờ cục cục làm chân trâu tôm. Làm trà sữa chân trâu á là bằng bột năng nè. Tâm thấy hả? Rồi giò đậu vô. Đâu có. Chứ gì? Sò củ năng, nó giòn thịt thịt trong á. Củ năng hả? Củ năng. Đậu mà, khoan chút rồi. Quên em tính tế chế gì chế vô tài. Rửa tay. Rửa tay. Tẩy, tẩy. Tẩy, tắm trắng. Nông qua. À, quên nữa, cái này là mình phải nhồi trong nước, trong ngầm nước nóng luôn nha các bạn. Mình thấy người ta chỉ sao là mình làm lại rồi mình sẽ nấu lại cho các bạn xem. Chút bò ớt thì chút làm nước mắm. Nước mắm này mình làm nước mắm nó hơi lật lật. Kiểu như không có mặn á các bạn. Đây là mình chan ăn nó nhiều. Chỉ nước mắm mình hấp được luôn á. Đặt hả mày? Nước mắm này có nước chứ không phải nằm đặt. Nguyên chất. Nước nhiều hơn nước mắm. Bây giờ mình sẽ đi xào cái phần nhân. Nhân mình gồm có tép nè, với củ cải đỏ. Tép thì mình có ướp vào sơ một miếng muối với bột ngọt. Chắc mình sẽ xào cái này trước. Tại cái này nó lâu chín hơn tép. Wow, thơm. Lửa lớn hơn chút. Nhỏ lại. Trời ơi. Bốc hết còn là để vô. Cái này mình sẽ có để thêm dầu điều vô nữa. Cho màu đẹp. Dầu điều là có dầu điều. Có nêm gia vị chưa? Để tép vô. Nước rồi bả đi. Mà chạy xuống mà vô mà ngước bãi thì tôi với chút đi xe. Ừ, gần tấn ngước cũng ai ngước cũng vậy. Tấn ngước là ngước ốc. Để vô điều vô. Màu đẹp lên liền đó các bạn. Này không để vô điều cũng màu cũng đẹp lắm. Phải có màu và cà rốt đó ha. Sau khi mình nhồi bột xong, bây giờ mình sẽ đi nắn bánh nè các bạn. Nãy mình làm thử một khúc rồi nè. Thường thường mình thấy người ta làm hai người chỉ nhá. Một người ta sẽ dò như vậy. Người ta sẽ cắt ra ta nắn tay. Còn có một người ta cán ra cho nó tròn, xem lấy cái khuôn mà khuôn tròn á, khuôn đục lỗ á. Người ta sẽ làm vậy nó lẹ, nó đều nữa. Còn này thì mình nắn bằng tay, cái đó nhiều như người đó mà. Lấy cục đó ra được rồi. Rồi,
Mà nắng dính cái bột chắc luôn. Không đỡ tại kìa. Tại con nói chứ mà không nói là mẹ như dính tình cho rồi. Đây. Như bánh hoa giạt nha ha. Phải dính. Kiểu nè. Mẹ làm kiểu nữa. Bánh hoa giạt. Đâu có, hồi đó cũng dẻo dẻo ra mẹ, nó không có nó dẻo, nó dẻo nó mềm lại chứ nó không có cứng như bánh hoa giạt đâu mà mẹ tàu kiểu. Nào nó cũng mèo mà. Chị lấy cái hộp giấy rồi. Đây giấy đằng đằng mình chấm giấy mà được. Sao là chương trình khéo tay hay làm của nhà mình. Ăn con cơm. Hai khúc khúc hai ha ha. Ừ. Ôi gió này làm nó khô bột nè mẹ. Thì đó. Cây vậy, đi nè, thì phải nhồi lại được, bột nó không dính á, khô nữa rồi, khô bột khô nữa rồi, thôi vậy là cái này bị gió, không mà để vậy nó mẹ nắng gì xong rồi mà cái này để không vô sao, không sao. Này tại vì con biết sao, còn cái này, này nó có nhân trọng á, còn cái này là, ủa sao con nhồi lại cho này, ừ, nó lại nó khô nè, giờ nắng được. Con chán được nè. Nó bị phân lớp bây giờ rồi. Ừ. Mà phải nhồi lại. Để không sao Út, nhồi Út. Nghe được rồi mình. Ờ đúng rồi. Cái bột này phải làm lẹ. Hả mình làm một năng mình ăn đó. Ừ. Mày nhớ không? Ừ đó làm nhanh mới được. Phải khô. Vậy là ùm lại. Để vô bọc đi. Cái khúc có còn lại để bọc đi. Lẹ đi. Để nó làm đi lẹ nè. Ta làm lẹ, bả ta làm lia lịa. Ừ. Trời ơi. Chút lên vừa lấy miếng già. Chút lấy cái móng ngón tay luôn à. Không biết là nãy mua thịt ba rọ bởi vậy. Đó đó. Cái nắp đông lấy nắp đậy lại cho mau soi thôi. Đó. Đứng đây. Có để gì không? Có để muối nước gì vô không? Chương trình để đàng hoàng lên mấy vậy? Đó, cái thích nữa đây. Nó sắp vòng vòng đi. Để còn cái chuyện hồi mình múc không thấy tép đâu rồi thấy như thế mà. Rồi này ai làm vậy? Còn gì vậy? Làm chút xíu vậy đó hả? Ừ. Sao làm gì không thấy đẹp chứ nữa? Gì không đẹp vậy mẹ? Ừ, con đẹp đó kìa. Đẹp không? Chút làm đẹp nữa kìa. À, đó kìa. Em làm đẹp. Em làm đẹp. Mẹ. Gì cho? Trời ơi, mày làm gì cho đẹp? Vậy mà chơi mẹ chút. Mày làm gì cho đẹp? Mà hồi bé hấp nó ra nó thì mèo rồi, nó không có tạo hình như vậy. Không có, không. Nhưng mà đẹp nè, nó có con này có vàng rồi như tư chứ nè. Trời ơi, nó nổi ơi. Thế hai mẹ con chê nhau. Mẹ. Có gì đâu. Không. Rồi lấy cái sẵn khác đựng nữa hả? Ừ. Rồi vậy cứ cầm lên nó vậy thôi hả? Để dĩa đi. Rồi. Để vô hả? Hấp. Rồi để vô đi. Đó. Rồi đi đuổi. Đuổi. Ông ngồi đó đứng dậy để vô. Nãy có để cái chanh không vô không? Không. Chanh không? Ăn chanh nặng vô đi. Rồi đó giờ bỏ vô đi. Để vô giờ cũng được hả? Nặng chú quý vô đó. Chú quý này đâu hết rồi. Hết rồi. Còn cái nào đâu? Ở nước nước. Thôi khỏi mày lộn. Không phải uống nước dầu á. Ủa vậy hả? Dầu. Rồi đây là một cái bánh
sẽ làm một cái này luôn cho nó lẹ. Không có, con ngồi làm là cứ bằng ông hai vlog. Đừng lấy nước. Sao đấy mà lấy cái gì luôn. Cao cái gì thôi. Ừ, vậy đó. Đây là hồi hấp mình nói rồi nha. Ừ. Một mình nói nè. Nè, nãy giờ ai chê con nắng xấu đi, con nắng bánh rồi đẹp coi nè. Điều ra, điều dài ra cái bóp lại. Chặn điều ra. Cái bên kia qua lại cái rồi. Ừ. Bánh này hồi ăn xong cái lấy cái muỗng sắn. Muỗng khúc. Đó. Rồi cái con bẻ chỉnh lần như lấy ra. Nó không có ấy mẹ. Nó chừng mẹ hấp nó dẻo nhẹ mà nó không có tạo hình giống như cái hồi nãy mình coi cái kia có không? Có nè, mình lên mình coi cho mình coi nè. Hình đẹp lắm của bạn. Đâu. Lần đầu làm bánh theo cảm nhận của mình là nó không giống của người ta làm. Cái phần da bánh nè các bạn. Nó chỉ kiểu như nó có bọt khí trong nè. Dưới phần á cái da bánh nó dai quá. Tại vì bột năng không, mình nghĩ người ta chỉ mình thấy người ta làm là mình y gan, mình làm lại y gan nhưng mà không có thành công. Không có giống người ta bán. Của người ta bán thì nó hơi giòn giòn dai dai, còn cái này nó quá dai luôn. Như các bạn thấy nè. Còn cái phần da bánh á, cái màu nó không giống như người ta luôn. Kiểu như ở trong nó có đục 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 á. Này là nãy mình hấp nha. Và nó kiểu kia nó bị dính nữa. Còn bây giờ là mình sẽ đem mình đi luộc. Cái da bánh nó dai dữ lắm. Kéo mà dẻo nhẹo luôn mà. Tại vì này bột năng không, nãy nhiên nó phải dai. Chắc này phải có các bạn nào mà có kinh nghiệm làm bánh này không, chỉ với gia đình mình làm đi, lần sau mình làm lại. Chứ gì vậy là thất bại rồi. Ăn thì được rồi đó, nhưng mà không có giống người ta bán. Cái bánh này bẻ bụng luôn nè, tại vì lúc nãy nó dính á. Rồi giờ mình cái này phần sau mình sẽ đem luộc thử coi sao. Lấy cái phần màu nó ra. Vàng hết da đó. Nó bị dính. Cái này heo không có nước. Bột nó khô mà. Tao đưa thử cái mà. Cũng khô nè. Cái đó biết có ai không? Mẹ với ai? Tạo hình là những món bánh dẹt. Ở xong để hết luôn đi chút. Từ từ đi. Giờ đứng đợi coi có kỳ tích xuất hiện không. Không hiệu quả hơn hấp hay gì giúp. Bữa nay mày thấy có con gùi nào không mẹ? Không. Đấy rồi hay vậy. Nay đâu có em chút. Ừ. Nay là để vậy, nay đâu có. Không thấy con gùi luôn á. Vậy là treo thêm bọc nữa. Là hôm qua mình có treo ba cái bọc nước nè. Vậy cái gùi nó đậu nó thấy con gùi bự hơn nó sợ. Thế là nghĩ vậy á, thấy phẳng nó dội trong này nè. Ở trong ra mình nghĩ vậy thôi chứ không biết phải không. À, mình thấy cái luộc này nó lại dễ hấp dẫn hơn cái mà nãy mình hấp này các bạn, nhưng mà vẫn có bị bột khí nè. Hay là này tại luộc chưa hết gì chút, chưa hết gì, chưa chín hết á nè, thấy nó vẫn còn hơi không phải bột khí mà là kiểu như dân á. Nè có cái ngoài đây nó trong hết rồi nè. Cái này chưa chín hết gì chút ơi. Cái màu trắng nè. Thấy không? Chưa không? Chưa chín á. Chứ hồi nó mới trong á. Tại nó nổi, còn nổi á, nó chưa xẹp á. À. Nó xẹp nè. Để vô đi. Tính ra cũng để nhìn cũng đẹp. Tính ra nhìn cũng đẹp đó các bạn. Xong rồi nè. Xong giờ mình gắt mấy hành đậu phộng lên. Đậu phộng là mình thích ăn á, mình để vô nha. Làm lần đầu tiên mình chưa có kinh nghiệm chứ. Vậy rồi, được rồi. Phải làm. Đây, cái này là quan trọng. Bánh siêu to khổng lồ. Cũng phải làm sao cách cho dồn thấy ngon, ăn ngon. Có bạn nào có kinh nghiệm gành gì cái món này có thể làm ơn chỉ cho gia đình mình nha. Đó. Rồi giờ chan nước mắm vô. Rồi. Xong rồi mọi người thưởng thức món bánh mình mới làm lần đầu tiên anh nha. Cái này kêu bằng bánh gì? Bánh bột lọc. Bánh bột lọc. Ăn chưa?
Rồi có đậu phộng cho nó thơm. Cái chân miếng nha. Đi vừa thôi. Bột cũng tự tin. Bột lọc bộ nó trong. Dạ, nước mắm ngon mà. Nước mắm này mình hấp được á. Cái nhiều nhiều cũng không sao. Nó chan nhiều không sao, có chan. Làm bánh không ngon nhưng mà nước mắm ngon á. Cái mình chan nè. Rồi chờ sáng vô. Nước muỗng nè. Trong ống ống. Dở không nè. Ống trong trọng á. Ha cờ cái gỗ đó để vô. Đây. Nước mắm, mỡ hành, đậu phộng. Tỏi ớt, thơm phức không các bạn. Xem nó ra đây. Bây giờ là thưởng thức nha. Ý, dính lọt lọt luôn. Được. Ngon nha. Giỡn hoài ngon nha. Không đẹp thôi. Ngon là biết sao ngon mẹ. Ngon. Nãy gì Trúc nói đó. Nước mắm. Nhờ nước mắm. Đây. Dạ Trúc, để nguyên miếng ồn vô luôn à. Mình luộc rồi nhưng nó không dính đó gì Trúc. Mình luộc nó không dính. Tại không có nước nó trơn. À. Chứ mình hấp lại bị dính. Rồi mời các bạn nha. Tuy rằng không thành công lắm nhưng mà nhìn cũng rất là hấp dẫn. Hấp nó mềm hơn. Cái cảm nhận của mình là cái vỏ bánh dày quá. Bột năng á. Chỉ biết có được cái gì nữa không? Có miếng nhân tôm ngon. Bánh của mình bự quá nữa nè. Dạ cái bánh. Dạ cái bỏ do bánh nó dai. Dai quá nhai hơi mỏ miệng. Dai mà dai giòn. Con thấy người ta chỉ thêm có làm bột lọc nữa. Mà bột lọc thì thấy bột lọc không à? Ừ. Thì nó bột là làm bánh đó nha. À, nếp, không phải. Nó mềm. Cái đó bột nếp. Nè của tôi gã ra cho em thấy không? Nè, này cũng gã nè. Tại này mình luộc á. Đâu có dính đâu, chan nước mắm vô là. Cái phần nước mắm này nè các bạn. Nước mắm nó không có mặn lắm. Mình có thể hấp được, cho nên mình múc một miếng muỗng nước mắm nè, kèm theo mỡ hành nè. Với đậu phộng nè. Để lên. Vậy là đưa vô miệng luôn á. Mà vừa có nước mắm này nó ngon lắm. Nhân bánh nó ngọt ngọt đó. Không mà mình nhìn cũng hấp dẫn này chứ. Chứ này. Nhìn không hấp dẫn đâu. Cái gì vậy? Mới tắm thôi vậy? Mới tắm. Mắm cay cay, đậu phộng nó thơm, béo. Nó bùi á. Mỡ hành nó thơm nữa. Không dễ bà Tân. Không dễ theo đâu không lò. Mày phải lấy kéo cắt mới được mày. Làm cái. Các bạn biết tại sao mà cái bánh này ra đời không? Do nãy bột nó khô quá. Mình dò cái kiểu nhỏ nhỏ chạy thì không kịp. Cho nên mình làm nguyên cái lá nó bự luôn. Đấy là cái bự vậy mà mình đắp nó không dính luôn á. Không giờ dính à. Tại giờ nó chảy ra á. Hay mình hấp nó chảy ra. Không phải mình nắm miếng gì không, cả nước. Ba nước mỡ không. Thì nó ướt đâu dính. Ta làm cái bánh gì bánh cũng lồ á. Người ta mấy tán luôn á, làm cho là hay thì ha. Thấy chưa hả? Giờ khui bánh bự ăn nha các bạn. Khủng lồ. Mình thấy thấy bạn có thằng thấy mẹ mình cắt màu á. Dai. Nhỏ rồi mẹ ơi. Miếng ăn cái cho đã. No luôn. Được rồi. Thôi mới ba miếng à. Cắt hết ra luôn đi cái này. Cái đó không có nhân. Cái con mèo bìa nó không có nhân. Ít thôi. Nhỏ rồi. Thì nè, nhỏ nè.
ăn cái giữa mới có nhân. Ai ăn mà đầu này là không có nhân nha. Để mẹ ăn mà đầu cho. Chị ăn cái bự kìa, cho đã đi. Đây nè, thôi cái này nè. Có nhân chứ không nhân? Nhân ít. Rồi, đó ăn chút ngon nha. Kế vô, kế luôn. Rồi cắt cho dương nha. Ừ, đó đó đó, vậy đó. Bánh này nữa. Bánh này nữa, bảo đảm nó vô quan luôn. Đó giờ chưa ai làm chất luôn. Chất lượng luôn. Rồi bởi cho gia đình. Đây, úp cái này nè. Cho nên bởi vậy nói gia đình mình cái gì chế hay lắm. Rồi, lấy cái kéo. Chưa còn nhân của người ta đó mà. Cái rồi. Kéo bấm hả cho dễ ăn. Chuẩn bị cái này là kéo gị 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 nè. Tao có sẵn rồi mà. Lấy kéo bấm lên. Sẵn được khỉ á. Sáng gãy muỗng luôn. Ra chú Út. Không ra, không ra. Ra khó lắm. Khó. Cắt ra. Giờ thành bánh mặn rồi nè. Giờ giờ tròn lại thành bánh bột lò gì bánh ít trần. Nó chưa ngon nè, chứ nó chê đâu, màu cũng đẹp mà. Giòn thấy cũng hấp dẫn mà nó ngon nữa. Nói chứ hôm nay cũng không gọi là thành công lắm các bạn. Thì cũng tạm mà. Cho nên bạn nào có kinh nghiệm về cái món này á, thì có thể chỉ gia đình mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của gia đình mình nha. Xin chào các bạn. Muốn thành công là phải đi Phan Thiết một chuyến. Lại chỗ. Ăn lại lắm.